Lưới võng vít Tín Thành Phát, một sản phẩm đẹp dùng để trang trí không gian nhà bạn. Võng làm từ những nguyên liệu cao cấp như sợi cốt tông hoặc sợi tơ nhân tạo, được làm từ đôi bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công lành nghề, thẩm mỹ và mềm mại. Lưới võng có nhiều kích thước và màu sắc đa dạng, kết hợp với dải gỗ hai đầu cùng với khoen bằng inox giúp lưới võng sang trọng, nằm thoải mái và chắc chắn. Lưới võng phù hợp mọi không gian như trong nhà, sân vườn và bãi biển. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn hãy truy cập website www.tinthanhphat.com.vn hoặc liên hệ đến số hotline 0948 857 442 0962 988 843 của chúng tôi để được tư vấn.